Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tề Nguyên nhìn Lý Trường Thọ đang ngồi xếp bằng, thoáng sửng sốt quay đầu trừng mắt nhìn Đinh Nga. Không phải ngươi nói Sư Huynh bị hôn mê sao? Không phải hắn vẫn yên ổn sao? Đinh Nga chớp chớp mắt đột nhiên chỉ vào phía sau lưng Tề Nguyên nói một câu. Sư phụ mau nhìn xem, nguyên thần sư huynh xuất khiếu rồi. Hả? Tề Nguyên lão đạo quay người nhìn lại, nhưng lại thấy đại đồ đệ của mình đang lộ ra một nụ cười mang theo vẻ áy náy với mình. Một mùi hương nhẹ nhàng chui vào chóp mũi của Tề Nguyên lão đạo, thấm vào ruột gan. Lúc lão đạo chưa kịp phản ứng, thì lại là một cỗ dược lực tác động lên nguyên thần của lão. Nội tình của Trọc Tiên vốn đã rất yếu ớt, Tề Nguyên lão đạo chớp mắt, thân hình chậm rãi ngã ra phía sau. Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy một bao tải da thú ra trực tiếp che phủ lên sư phụ. Quát khẽ một tiếng, thu nhỏ. Bao tải chứa người, bản đặc chế chuyên dùng cho sư phụ. Cái này được luyện chế từ mười mấy loại da linh thú, trong nháy mắt hóa thành kích cỡ hầu bao, sau đó được Lý Trường Thọ đưa cho Linh Nga. Linh Nga nhận bình sứ đã được che lại trong tay, có chút bất an nói một câu. Sư huynh, chúng ta tính toán sư phụ như vậy. Vậy sau này có bị sư phụ mắng chết hay không? Lý Trường Thọ đứng chắp tay truyền âm. Muội cũng biết tình hình của sư phụ rồi đó. Nếu có cường địch xâm phạm chắc chắn sẽ xông ra đầu tiên. Sau này ta sẽ giải thích thật tốt với sư phụ. Giống như mấy lần diễn luyện trước đây, muội cứ chờ ở đây. Sau khi tiếng chuông trong môn phái vang lên, lúc đám môn nhân đệ tử tiến đến phá thiên phong, muội hãy dùng thổ độn đưa sư phụ và ta đi tới địa mạch trước nửa bước. Ta phải dùng người giấy đi hỗ trợ chiến đấu, tâm thần không có ở đây. Linh Nga cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, nói một câu. Vâng, sư huynh cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho huynh và sư phụ. Không cần lo lắng quá mức, ta vẫn một mực canh giữ bên cạnh muội và sư phụ. Lý Trường Thọ truyền âm. Cho dù lần này độ tiên môn không thoát khỏi trận đại kiếp này, ta cũng sẽ bảo trụ hai người. Linh Nga cắn môi dưới nhỏ giọng. Sư huynh, lòng ta có chút bất an, huynh bây giờ rốt cục đang ở cảnh giới gì? Khóe miệng Lý Trường Thọ nhếch lên, phản hư cấp 8. Ồ, Linh Nga mấp máy môi, không hỏi nhiều nữa. Lý Trường Thọ cười, không tổn hao tinh thần nữa, dù sao phía sau vẫn còn rất nhiều chỗ phải dùng tâm lực. Đạo nhân giấy này ngồi trước lò luyện đan nhắm hai mắt. Linh Nga cũng ngồi quỳ xuống bên cạnh sư huynh của mình, đeo chiếc túi có chứa sư phụ vào đai lưng rồi lặng lặng chờ đợi tiếng chuông vang lên. Mặc dù lúc này nàng không biết rốt cục cường địch là có hay không, nhưng sư huynh nói có, vậy 8 phần là không sai. 2 phần còn lại chính là có khả năng đây là bài khảo thí nhỏ của sư huynh với mình. Trong khi sư huynh muội hợp lực cùng nhau đánh nhất sư phụ, bên ngoài 3.000 dặm, trên 2 hướng, 2 nhóm quân địch cũng đã xông vào khu vực có độc trận dày đặc nhất. Nếu quan sát từ trên không, có thể nhìn thấy một kỳ cảnh. 2 nhóm bóng đen như châu chấu đang chạy như bay ở sát mặt đất, nhưng lại vừa đi vừa nghỉ, chân hình thỉnh thoảng bị nhiễu loạn. Phía trước bọn hắn với đủ loại địa hình hai bên, thỉnh thoảng lại có một làn sương mù bất ngờ phun ra, cuộn lại thành bột phấn. Cho dù bọn hắn đều có một chút đề phòng, nhưng mỗi lần độc trận bộc phát thì vẫn luôn có mấy thân ảnh ngã xuống mặt đất. Với tình hình này, Lý Trường Thọ cũng có chút tán thưởng. Lúc này đối phương đã không còn tinh thần nữa rồi. Theo lý mà nói, bọn hắn đã phát hiện ra độc trận thứ nhất thì phải hiểu rằng bọn hắn đã bại lộ. Trước đây, điều mà Lý Trường Thọ lo lắng nhất chính là mấy cỗ khô lỗi này sẽ bay thẳng lên không trung, vào nhào về phía sơn môn độ tiên môn. Như vậy những độc trận kế tiếp sẽ không còn quá nhiều hiệu quả. Nhưng đúng như giả thiết của Lý Trường Thọ, sau khi trở thành khô lỗi, những yêu người linh này đều mất đi hơn phân nửa năng lực suy tính, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Coi như đã cho độc trận một không gian triển khai thật hoàn hảo. Tính khoảng cách 1-2 nhóm cường địch đến sơn môn, còn lại tầm 2.500 dặm nữa thôi. Trong đáy lòng của Lý Trường Thọ thở dài, mượn tay 2 đạo nhân giấy mở ra hoàn toàn độc trận còn sót lại 2 hướng.
Sớm biết đối phương đầu sắt như vậy, hắn đã tăng số lực động trận lên gấp 10 lần ở phương hướng. Nói không chừng có thể hóa giải hơn phân nửa nguy cơ lần này của sư môn. Mà thôi, trưởng lão cũng không cho nhiều độc đan như vậy, bớt ảo tưởng vô ích. Bên trong thân cây dưới đáy hồ nước, hai đạo nhân giấy đã hoàn thành nửa sứ mệnh lúc trước của mình, che giấu biệt tích, tạm thời rời trận. Còn tâm thần của Lý Trường Thọ, trong nháy mắt đã chuyển qua đạo nhân giấy chữ bảo số 3, số 5. Chỉ trong chốc lát, ở một nơi trong khu rừng rậm cách đại trận hộ sơn chỉ có mấy dặm, trong một dòng suối có hai lão đạo mặt lạnh lần lượt bay ra. Bọn hắn bay thẳng lên không trung ở hai hướng tây nam tây bắc quan sát độ tiên môn. Vị trí của hai lão đạo hoàn toàn khớp với hai nhóm quân địch đang tiến đánh. Khí tức trên người bọn hắn đang run rẩy liên tục tuôn trào từ trên xuống dưới toàn thân. Trong độ tiên môn, từng đạo tiên thức ló ra lập tức bị thu hút bởi hai thân hình lão đạo này. Một trưởng lão có vẻ mặt già nua thì thào nói ra tiếng lòng của chúng tiên. Hai vị đạo hữu này muốn làm gì? Tại sao nhìn mặt lạ như thế? Đùng! Trong bóng tối, Lý Trường Thọ vỗ tay, nhanh chóng thu hồi tinh thần của mình trên người hai đạo nhân giấy. Các người hãy mở to mắt ra mà xem. Hai lão đạo này ngửa đầu giống to, bộc phát tiên quang rực rỡ từ trong ra ngoài. Nói xong, lại đứng bên ngoài đại trận, tự phát nổ tại chỗ. Tiếng nổ cuồn cuộn như thiên lôi, tiên lực cuộn trào hóa thành sóng khí lao về phía trước, làm cho đại trận hộ sơn không ngừng run rẩy. Chuyện này khiến cho các tiên nhân từ trên xuống dưới trong độ tiên môn đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn nghĩ không ra đây là chuyện gì. Đột nhiên có hai đạo nhân nhảy ra giống lên hai tiếng, trực tiếp tự phát nổ, là muốn chấn động đại trận hộ sơn, để bọn họ nghe thấy tiếng động sao. Trưởng môn độ tiên môn cũng bừng tỉnh, mở choàng hai mắt ra. Tiên thức kim tiên nhìn theo hai hướng kia lập tức phát hiện ra hai nhóm bóng đen đang nhanh chóng lao về phía độ tiên môn. Không tốt! Vị đạo trưởng có khuôn mặt trung niên bước ra khỏi nơi mình bế quan, hiện thân trước phá thiên phong, nhìn về phía tây bắc rồi nhìn về phía tây nam, trong miệng hét lớn một tiếng, âm thanh truyền mấy ngàn dặm. Đạo trích vương nào, dám to gan đến xâm phạm độ tiên môn chúng ta! Trưởng lão các môn nhân các phong nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu nghênh địch, bảo vệ sơn môn. Trụ gõ chuông lớn bên cạnh chủ điện lập tức được chấp sự chân tiên với sắc mặt hoảng loạn xuống lại, ra sức gõ vang chuông lớn trong môn phái. Lúc trước trong môn phái chỉ có bế quan tu hành, đánh cờ, nói đùa, sinh hoạt đạo lữ. Tất cả môn nhân trưởng lão đều bị một tiếng hét của trưởng môn đánh thức. Tất cả các phong lập tức có từng thân ảnh vọt ra. Mặt khác, còn có hai đám muỗi khô lỗi cách sơn môn 2.000 dặm. Cuối cùng cũng phát hiện ra sự thực bọn chúng đã bại lộ tung tích. Nguyên Trạch lão đạo đeo một chiếc mặt nạ cây khô cùng với hai vị ngụy kim tiên khác ở hai phương hướng đồng thời hạ lệnh. Thân ảnh mấy người vốn đang bay nhanh sát mặt đất, từng tốp nhanh chóng phóng lên không trung, kết thành hai đám mây thật dài đồng thời bay tới độ tiên môn. Ba vị luyện khí sĩ kim ngao đảo vốn giấu thân hình và khí tức lập tức bộc phát ra toàn uy áp của kim tiên. Trong độ tiên môn, trưởng môn và một người có khí tức cảnh giới kim tiên lao vút lên không trung, đối đầu ứng phó. Lý Trường Thọ âm thầm quan sát trong môn phái có một bộ khí tức kim tiên khác lao ra từ trong đạo tạng điện. Đó là Kỳ Linh trưởng lão. Ồ, đạo hiệu này quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Không đợi Lý Trường Thọ suy nghĩ nhiều, tất cả các phong đều truyền đến tiếng nổ vang. Ở trên 16 tòa sơn phong tương đối cao, 16 cột sáng đủ màu phóng lên tận trời, liên tục hội tụ linh lực vào đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn đã thay đổi từ mỏng manh như lúc trước, bây giờ trở nên dày thêm, thô thêm. Toàn bộ uy lực đều được triển khai. Hai phía tây, nam, tây bắc, hai đám mây đen với khí thế hung hăng liều chết đao tới, tốc độ nhanh hơn bay sát lúc này, kỳ thật cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Liều lĩnh, mạnh mẽ tấn công chính diện. Bởi vì phát hiện ra tung tích của địch tương đối kịp thời, độ tiên môn cũng bắt đầu bài binh bố trận từng bước. Chân tiên, thiên tiên các phong bắt đầu tập trung về phá thiên phong.
Sau đó chia thành hai đội rồi từng người bay đi Tây Nam, Tây Bắc và vài ngọn núi bên ngoài. Cảnh giới Nguyên Tiên tụ tập ở Phá Thiên Phong chuẩn bị bắt đầu kết trận. Tất cả đệ tử các phong cũng nhao nhao được dẫn đến Bách Phàm Điện tại Phá Thiên Phong. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với mấy vị đệ tử Phá Thiên Phong bận rộn dẫn dắt đám đệ tử, môn nhân không thể nào tham chiến, tập hợp xếp hàng trước Bách Phàm Điện. Lúc này cũng không cần phải gấp gáp chạy trốn ngay lập tức. Đại trận Hộ Sơn tầng bình chứng thứ nhất, cao thủ trong môn phái là tầng hộ vệ thứ hai. Với tình hình chiến đấu bất lợi như thế này, thật sự đến lúc sinh tử tồn vong, những đệ tử và các nguyên tiên này sẽ được đưa xuống dưới mặt đất, rời đi từ địa mạch Na Di trận. Độ tiên môn vào lúc này, phần lớn các tiên nhân đều có chút mơ màng, không biết tại sao lại đột nhiên bị cường địch tấn công. Nhưng bọn họ không đưa cổ ra để bị giết. Từng vị tiên nhân trong độ tiên môn cũng thu hồi ý cười hiền lành ngày thường. Hoặc là nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn kẻ địch, không biết đang nhanh chóng bay tới từ phía xa, quấy rầy tu hành thanh tĩnh của bọn họ. Hoặc là sắc mặt đen lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, trong đạo tâm cũng bắt đầu tức giận. Mặc dù cũng có người lộ ra vẻ khẩn trương, sinh ra cảm giác lo lắng, nhưng phần lớn những người độ tiên môn vào giờ phút này cũng không giống như bị xe tuột xích. Lúc này trên Tiểu Quỳnh Phong, các tầng đại trận được Lý Trường Thọ bố trí mở ra, chỗ này bây giờ đã là một nơi nguy hiểm. Còn Linh Nha đã khiêng đạo nhân giấy Nhân Tam và sư phụ đang bị hôn mê thi triển thổ độn chậm rãi lần mò về phía địa mạch. Bả vai nhỏ nhắn mềm mại của Lam Linh Nga giống như đang nâng cả tương lai của Tiểu Quỳnh Phong lên. Vào giờ khắc này, nàng cũng thay đổi tính cách vui đùa ngày thường. Ánh sáng trong con ngươi không ngừng lấp lóe, trình độ cơ cảnh đã vượt xa người thường. Trong phòng đan trống không, một góc nào đó trên giá sách, một cái hộp trúc đẩy ra, một người giấy hiện thân, trên lưng viết hai chữ Thiên Bát. Đạo nhân giấy này nhảy xuống mặt đất, thân hình lắc lư lảo đảo, hóa thành bộ dáng Tề Nguyên lão đạo, trong tay cầm ba khối ngọc bài khống chế trận pháp. Lý Trường Thọ để lại một tia tâm thần ở chỗ này, dùng để quan sát trận đại chiến trong môn phái. Sau đó hắn lập tức nhất tâm đa dụng, tìm hai vị đạo nhân giấy Địa Tam và Địa Ngũ vốn khống chế độc trận từ trong thân cây trong đầm nước đưa ra ngoài. Bọn hắn vẫn còn chưa làm xong việc. Động tác của hai đạo nhân giấy gần như đồng bộ với nhau, trong tay áo từng người nhảy ra từng người giấy nguyên bản. Sau đó, hai đạo nhân giấy thi triển thổ độn mò mẫm tới những nơi độc trận đã bộc phát. Hai bên đều có bốn người giấy hóa thành già, trung niên, trẻ tuổi, nam nữ không đồng nhất, theo sát phía sau đạo nhân giấy bay về phía trước. Nhưng khô lỗi kia có thể mặc kệ thi triển của đồng bọn, nhưng Lý Trường Thọ thì không thể bỏ qua. Ngoại trừ những thi thể kia, nhóm người giấy còn bắt đầu xử lý những nơi đã phát tán độc khói để tránh lưu lại hậu họa, trêu chọc ra nhân quả mới. Bảo vệ môi trường của Hồng Hoang, ai ai cũng đều có trách nhiệm. Hai tướng, tổng cộng có 5 người giấy nguyên bản chuyên môn làm cu ly. Hai đạo nhân giấy có sức mạnh nguyên thần của Lý Trường Thọ, trong đó thì trốn dưới mặt đất trong bóng tối không dám thò đầu ra. Không còn cách nào khác, động tác phòng mũi luôn cần phải kỹ càng. Hai nhóm 8 người giấy này phân công rất chuẩn xác, phối hợp ăn ý, hiệu suất hành động cao mà lại an toàn. Dùng bảo túi nạp độc thu hồi độc tố tràn nhập khắp nơi. Cần phải phá hỏng những độc trận trước kia chưa bị phát động. Thu thập thi thể khắp nơi, thuận tiện sờ soạng pháp khí chữ vật trên người đối phương. Xử lý được một nửa, trong sân môn độ tiên môn truyền tới từng trận tiếng sấm rền. Bên ngoài đại trận Hộ Sơn, 5 vị kim tiên đã giao thủ, đấu pháp chấn động khắp nơi khiến tiểu thiên địa ở đó biến sắc. Trưởng môn độ tiên môn bay về phía tây nam, lấy một địch hai. Kỳ Linh trưởng lão thì bay về hướng Tây Bắc ngăn một vị cường địch kim tiên khác, ngăn cản 3 vị cao thủ kim tiên đối phương tới gần đại trận Hộ Sơn của độ tiên môn. Các loại bảo quang giao thoa, hai bên nện gạch vào nhau. Nhưng bên ngoài đại trận Hộ Sơn, mấy vị thiên tiên với khí thế hung hăng kia đã bắt đầu oanh kích vào vạch trận.
Lý Trường Thọ cũng không quản nhiều, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Bây giờ chưa phải thời cơ đạo nhân giấy chữ thiên lên sàn, đối phương oanh kích đại trận cũng phải có một quá trình. Hai nhóm đạo nhân giấy tăng tốc hành động, cuối cùng trước khi đại trận hộ sơn bị oanh phá, đạo nhân giấy đã tập trung thi thể của đối phương lại với nhau, quét dọn sạch sẽ những nơi tràn nhập độc khí kia. Sau đó lại ném ra hai kiện hoán thiên bảo ô lên không trung, mở ra hai trận pháp ngăn cách với bên ngoài. Mỗi người giấy lấy ra một niếp hồn châu, lục soát tàn hồn với cường độ cao, lại lần nữa lấy gõ mõ, chuông đồng, kèn trống các loại. Người gõ mõ tụng độ nhân kinh, người gõ mõ tụng tiêu tai cầu phúc chú, người lắc chuông tụng vãng sinh chú. Còn hai người giấy cầm kèn thì đưa tay đẩy ra những luồng tam muội chân hỏa, đốt mấy thi thể, nhân, linh, yêu thành tro bụi. Sau đó bọn hắn hít một hơi sâu, ngửa đầu thổi lên giai điệu bi thương. Hiện tại vào lúc này, ngoại trừ cường ép làm lễ cầu siêu sau trận chiến, còn tặng kèm dịch vụ mai táng và linh cữu. Năm vị kim tiên đang chiến đấu tới gần độ tiên môn, đánh ra hào quang đầy trời, khiến mặt đất rung động mãnh liệt. Lý Trường Thọ âm thầm chú ý một hồi, đợi một lát khi đốt thi thể hai bên xong, mỗi người cũng đã đọc kinh văn xong, sẽ để lại hai đống tro tàn lớn màu đen trên mặt đất. Lần này bốn người giấy đồng thời ra tay, thổi tan đám tro tàn kia. Thời kỳ đặc thù chỉ có thể hy sinh một chút nghi thức cảm thưởng. Dù sao trận chiến này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tám người giấy quét dọn xong dấu vết, thi triển thổ độn chui xuống dưới đất, trở tay áo hai đạo nhân giấy kia. Hai đạo nhân giấy này cũng chính thức hoàn thành nhiệm vụ ẩn thân về phía trước, đợi Lý Trường Thọ thu về hoặc tiêu hủy. Nếu độ tiên môn có thể giữ vững, đương nhiên là có cơ hội thu về. Luyện chế đạo nhân giấy không hề dễ. Nhưng nếu lần này độ tiên môn thất thủ, vậy thì không còn cách nào khác, đành phải tiêu hủy toàn bộ đạo nhân giấy và người giấy này, không thể lưu lại một chút vết tích. Tại Phá Tiên Phong, trước Bách Phàm Điện, Hữu Cầm Hiền Nhã mặc một bộ váy xanh dài thướt tha, lưng mang đại kiếm vội vàng chạy trước chạy sau. Không có ai yêu cầu Hữu Cầm Huyền Nhã phải làm những việc vặt này, nhưng nàng cảm thấy bản thân được nội môn trao cho danh vọng của thủ tịch đệ tử, nên càng phải có trách nhiệm gánh vác những việc như vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dựa trên cấp bậc tu vi để phán đoán thì thủ tịch đệ tử phải là một vị họ Lý đẹp trai, không biết tên nào đó. Lúc này bản thể của vị thủ tịch đệ tử chân chính đang thi triển thuật hóa hình, trốn ở một góc tự cho là vô cùng an toàn. Mặc dù tránh xa được đại chiến bên ngoài, nhưng hắn cũng phải hao tổn tâm trí mưu đồ, bố trí, sử dụng sức cố gắng chống đỡ độ tiên môn. Huyền Nhã. Một vị trưởng lão Bách Phàm Điện gọi Hữu Cầm Huyền Nhã tới. Mấy vị trưởng lão cảnh giới chân tiên này có công việc thay phiên nhau xử lý ngoại vụ. Trưởng lão giao Ngọc Phù có thể khai mở địa mạch Na Di trận cho Hữu Cẩm Huyền Nhã. Bọn họ cũng muốn ra ngoài núi tham chiến. Xin các vị trưởng lão yên tâm ra đi. Hữu Cẩm Huyền Nhã cầm Ngọc Phù trong tay, ánh mắt đầy kiên định. Mấy vị trưởng lão ngoại vụ này gật đầu mỉm cười tùy nhiên. Trong đáy lòng lại cảm thấy lời nói của Hữu Cẩm Huyền Nhã nghe có vẻ không ổn. Mấy vị trưởng lão cảnh giới chân tiên cưỡi mây bay về phía tây nam ngay lập tức. Nơi này vẫn có hơn 100 vị nguyên tiên lưu lại, tiến hành kết trận bảo vệ đệ tử các phong, miễn cho nơi này bị tranh đấu mà ảnh hưởng xảy ra hư hại. Mà những đệ tử được bảo vệ cũng tụ họp lại tùy thời chuẩn bị chiến lược rút lui. Lúc này chúng đệ tử cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể ngửa đầu nhìn không trung bên ngoài đại trận. Linh thức của bọn họ không thể dò xét quá xa, nhưng tâm thần vẫn không khỏi kinh hãi như cũ. Nếu như những người này thường đọc nhiều sách hơn chút, miệng lúc này sẽ không ngừng thốt ra những lời quan chiến hòa mỹ. Nhìn đấu pháp này xem, quả nhiên là long phi phượng vũ, gió táp mưa sa, hải lãng kinh đào, thần thông bất phàm. Khi thì đất rung núi chuyển, khi thì bảo quang lóe sáng tứ phương, uy áp khủng bố của kim tiên không ngừng kinh động tâm thần, buộc chặt chúng ta. Bên cạnh có mấy người không ngừng gật đầu phụ họa liên tục nói, không tệ, không tệ. Cũng có kẻ thường ngày chuyên tâm tu đạo, ngoại trừ đọc kinh văn không nhiều lắm, phần lớn đều là lầm bầm từng tiếng. Lợi hại quá, thật lợi hại. Khi nào chúng ta mới có thể lợi hại như vậy? Trong chúng đệ tử,
có người tinh thần cũng không chán nản, sớm đã hạ quyết tâm sống chết cùng với sông tông môn. Mà tin tức địa mạch Na Di trận rất nhanh đã lan truyền trong chúng đệ tử, khiến cho không ít người nhẹ nhàng thở ra. Mọi người có suy nghĩ như vậy cũng đều hợp tình, hợp lý. Nhưng tình thế xung quanh đại trận Hộ Sơn lại càng lúc càng cấp bách. Phía Tây Nam và Tây Bắc đều có mấy trăm bóng đen đang không ngừng oanh kích tầng tật chắn màu xanh của đại trận Hộ Sơn. Nhưng chúng chân tiên, thiên tiên, nội môn ngược lại là càng chuẩn bị đợi lúc này để bộc phát. Sau khi đại trận Hộ Sơn đã hoàn toàn mở ra, giống như một mai rùa kín kẽ không kẽ hở, ngoại nhân không có cách nào tiến công trong lúc nhất thời, mà người bên trong cũng không cách nào thi triển thần thông hoặc là dùng pháp bảo để tấn công kẻ bên ngoài. Xem thế công dữ dội của đoàn bóng đen này, một hồi nữa đại trận Hộ Sơn chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi. Những bóng đen này đều là khô lỗi bị huyết mũi khống chế, mặc dù nguyên thần mất kiểm soát, phần lớn không suy nghĩ mà chỉ làm theo mệnh lệnh đã được truyền đạt trước đó. Nhưng lúc chiến đấu, độ ăn ý giữa bọn hắn lại cao hơn nhiều so với đội hình độ tiên môn. May mà những độc trận Lý Trường Thọ bố trí đã tiêu hao khoảng 2 thành chiến lực của đám khô lỗi huyết mũi này. Lúc này lại dựa vào đại trận Hộ Sơn, lực lượng địa mạch và linh thạch để tiêu hao hết tiên yêu lực linh lực của đám khô lỗi. Nói đến trận đại chiến, độ tiên môn mặc dù vẫn ở trong tình cảnh bất lợi như cũ, nhưng bất lợi này cũng không còn quá lớn. Trước Bách Phàm Điện, Hữu Cầm Huyền Nhã lại bận rộn một hồi, nàng đứng trên mái cong của điện nghỉ ngơi, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Trường Thọ sư huynh, sao không có ở đây? Trong lòng Hữu Cầm Huyền Nhã thất kinh, cẩn thận tra tìm một lần nữa. Nàng rất nhanh liền phát hiện ra trong ngoài Bách Phàm Điện cũng không có thân ảnh của Lý Trường Thọ và Lam Đình Nga. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nhìn hướng Tiểu Quỳnh Phong, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, muốn đi qua chỗ Tiểu Quỳnh Phong mang Lý Trường Thọ cùng Lam Đình Nga đến đây. Nhưng ngay khi Hữu Cầm Huyền Nhã vận chuyển pháp lực chuẩn bị bay lên, một giọng nói được truyền âm đến. Hữu Cầm sư muội, lúc này ta cùng với Đinh Nga không tiện hiện thân. Sau khi đại trận Hộ Sơn bị phá, ta và mọi người sẽ gặp ở chỗ đại trận dưới mặt đất. Nghe lời nói ấy, trong đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết vì sao Trường Thọ sư huynh cùng với Đinh Nga sư muội phải ẩn nấp trong đám người, nhưng Trường Thọ sư huynh đã nói vậy rồi thì mình cũng không cần quá sốt ruột. Cùng lúc đó, tại một nơi hẻo lánh nào đó, vừa tối vừa hẹp, Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo hắn sớm đoán được chiêu này của Hữu Độc. Giải quyết xong mối họa tai ngầm này, Lý Trường Thọ tiếp tục quan sát, sau đó Tiểu Cửu cùng với Tiểu Ô cũng định đến hỏi thăm hắn, còn truyền âm nhắc nhở. Đây cũng là tai hại khi có quá nhiều bạn bè. 3.000 dặm phía ngoài Tây Nam Tây Bắc, 2 đạo nhân giấy khống chế độc trận đã hoàn thành đầy đủ sứ mạng của mình, thuận lợi trở về hộp nhỏ của bản thân. Lý Trường Thọ cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Loại tình huống hiện tại so với lúc Lý Trường Thọ dự kiến kỳ thực còn đơn giản hơn không ít. Đối phương chỉ có 3 gã cao thủ cảnh giới kim tiên, cũng không tồn tại siêu cường như Đại La. Hơn nữa, chúng tiên độ tiên môn cũng không phải chỉ biết dùng cơ bắp. Nhìn chúng tiên độ tiên môn bày ra trận thế như vậy, rõ ràng cho thấy ý định vừa đánh vừa lui. Môi mấy vị thái thượng trưởng lão không ngừng nhấp nháy, hẳn đang truyền âm tới các đệ tử các nơi, chỉ dẫn sau đó nên đối phó như thế nào. Điều này làm cho Lý Trường Thọ yên tâm không ít. Đạo nhân giấy chữ Thiên Bát mang bộ dáng Tề Nguyên lão đạo đang ngồi xích đu trước phòng luyện đan. Lý Trường Thọ chính là nhờ đạo phân thân người giấy này quan sát kim tiên đấu pháp, quan sát chuyển động của đại trận. Trong đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ tính toán phương vị kế tiếp để điều khiển đạo nhân giấy xuất thủ, chờ đợi thời cơ đại trận Hộ Sơn bị đánh nát liền bắt đầu kế hoạch tác chiến chính thức của hắn. Tiểu sư thúc cùng với Tiểu Ô sư bá còn có Phong Tình thượng nhân bảo vệ, ta ngược lại không cần quá lo lắng. Lý Trường Thọ dùng tiên thức dò xét phía Tây Nam, dựa vào cỡ ngực để tìm người, lập tức tìm thấy được Tiểu Cửu sư thúc. 9 vị tiên họ Cửu, từng người xếp thành một hàng, đều cầm pháp bảo vận chuyển thần thông, đứng sau lưng sư phụ Vong Tình thượng nhân của mình. Trong 9 nhờ bọn hắn, vị đại sư tỷ Tiểu Y Y có tư phong chắc tuyệt là dễ thấy nhất. Vị tiên tử này mặt như phủ băng, quanh người lơ lửng 3-4 kiện pháp bảo, tu vi cảnh giới bản thân nàng cũng là cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Bên cạnh Vong Tình thượng nhân chính là 2 vị thái thượng trưởng lão,
bọn họ và 12 vị trưởng lão thiên tiên cùng nhau đứng đầu hàng ngũ Tây Nam. Môn phái bị tập kích, người có tu vi cao phải đứng trước, đây là quy định của độ tiên môn. Vong Tình thượng nhân như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn tiểu đồ đệ của mình nói. Tiểu cửu. Tiểu cửu đang ôm hồ lô lớn, ánh mắt có chút bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu Quỳnh Phong vội vàng thưa một tiếng. Sư phụ, có tiểu cửu. Ừ. Khóe miệng Vong Tình thượng nhân hạ xuống không có dấu vết. Tu vi của tiểu cửu không tệ. Vong Tình thượng nhân sửa lời. Sau khi đoạn chiến bắt đầu, các ngươi nhớ kỹ phải hỗ trợ lẫn nhau, chiếu cố tiểu ngũ nhiều hơn chút. Vết thương cũ của hắn vẫn chưa phục hồi nguyên vẹn. Mặt Tử Ô lộ vẻ xấu hổ, tám vị sư huynh muội khác đồng loạt cúi đầu đồng ý. Đồng thời Tử Ô cũng nhớ tới trước đây, lúc lão đi bái phòng Vạn Lâm Quân trưởng lão, bị Vạn Lâm Quân trưởng lão đe dọa, là bị Vạn Lâm Quân trưởng lão dặn đi dặn lại. Nếu như đại trận hộ sơn bị cường địch công phá, ngươi liền lập tức thối lui về phá tiên phong, không được cứng đối cứng với địch nhân, mở cái túi gấm này. Cái túi gấm kia Tửu Ô để ngay bên tay áo, thời thời khắc khắc đều mang bên người. Lúc Vạn Lâm Quân trưởng lão nói lời này, còn mang theo một bộ mặt hung thần ác sát, hù lão và tử thi mấy ngày, vẫn chưa phục hồi tinh thần. Tửu Ô suy nghĩ một chút bước về phía trước hai bước. Sau lưng Vong Tình thượng nhân bẩm báo việc trước đó được Vạn Lâm Quân trưởng lão dặn dò. Vong Tình thượng nhân cũng không hỏi nhiều, dặn Tử Ô cứ theo lời Vạn Lâm Quân trưởng lão mà làm. Tử Ô lui về vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài đại trận, chăm chú nhìn lên những thân ảnh đang oanh kích đại trận hộ sơn, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đợi. Lão cẩn thận, lấy mấy bình đan, tùy thời liền có thể phóng thích vạn bài độc đan. Tử Ô nghĩ thầm, lúc này chắc Trường Thọ Sư Điệt đã qua phá thiên phong. Tiên thức đảo qua phá thiên phong trước Bách Phàm Điện, Tử Ô chợt nhướng mày. Lại cẩn thận tìm kiếm, đạo nhân lùn này không khỏi run sợ. Lý Trường Thọ cùng với Lam Linh Nha lại không ở Bách Phàm Điện, thậm chí trên phá thiên phong cũng không có tung tích hai người. Tử Ô lập tức nghĩ tới điều gì, trong đáy lòng vô cùng lo lắng. Suy nghĩ tới lui, lão Trung Quy vẫn không yên lòng về an nguy của Lý Trường Thọ cùng với Lam Ninh Nga. Tiến lên phía trước một lần nữa, Tử Ô đối với bóng lưng sư phụ mình nói. Sư phụ, đệ tử muốn đến Tiểu Quỳnh Phong một chuyến, mang Trường Thọ Sư Điệt cùng với Đinh Nga Sư Điệt đến Bách Phàm Điện. Trường Thọ Sư Điệt còn trẻ tuổi nóng này, đệ tử lo lắng hắn sẽ dùng trận pháp bản thân tự bố trí để đả thương địch thủ. Vong Tình thượng nhân vuốt cằm. Được. Tử Cửu đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi, khóe miệng hơi mấp máy, tiếp tục ở lại nơi này kề vai tác chiến cùng với các sư huynh sư tỷ. Chỉ là mang Trường Thọ cùng Linh Nga đi đến Bách Phàm Điện mà thôi, một mình ngũ sư huynh là đủ. Tử Ô liếc nhìn đại trận hộ sơn xem như vững chắc, vội vã rời hàng ngũ bay nhanh về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Quả nhiên, trong bóng tối Lý Trường Thọ thấy một màn này lập tức thở dài. Định lập tức truyền âm cho Tửu Ô sư thúc. Nhưng ngay lúc này, giữa tầng trời cao kim quang lóng lánh, trường kiếm mang theo một chút lực lượng công kích xé mây chém ra một nhát. Kiếm quang tỏa ra muôn trượng, lấy khí thế bôn đôi phá núi không gì cản nổi chạm ngay phía đại trận hộ sơn. Một đá kim tiên trong đối phương đã xuất thủ đột nhiên công kích đại trận hộ sơn. Kiếm này chém xuống một nhát, tầng ánh sáng xanh của lá chắn đại trận hộ sơn chấn động kịch liệt. Trưởng môn độ tiên môn hét lớn một tiếng, gắt cao chặn lại hai gã địch nhân kim tiên một lần nữa. Thừa dịp đại trận hộ sơn bất ổn, hai phía tây nam tây bắc bên ngoài đại trận vô số lưu quang đồng thời bộc phát. Khô lỗi huyết mũi phối hợp rất ăn ý, lúc này ra sức phát huy tác dụng đến cực hạn. Ánh sáng xanh lá lập lòe trên đại trận đột nhiên dừng lại, tiếp đó trực tiếp nổ tan tành trong nháy mắt. Từng cỗ nguyên khí tiêu tán khắp bốn phương tám hướng, quét một vòng giống như biển cầm. Một vị thái thượng trưởng lão độ tiên môn giơ pháp bảo đang lóe ra hào quang chiếu lên cao, âm thanh chấn định vang lên. Xuất thủ! Thoáng chốc, hai phía tây nam, tây bắc bộc phát vô số lưu quang, chúng tiên đồng loạt thi triển pháp bảo, thần thông. Hướng tây bắc, độc thủ đang che khuất bầu trời hạ xuống, tay áo Vạn Lâm Quân trưởng lão phấp phới, râu tóc đều dựng lên, uy phong lẫm liệt. Nhưng 7-8 đại yêu cảnh giới thiên tiên sớm đã có chuẩn bị đối với việc này, cũng phát động pháp bảo của mình, hợp lực ngăn cản vị độc tiên này. Đám tiên nhân còn lại của song phương lúc này chỉ dám ở xa dùng pháp bảo,
dùng thần thông oanh kích, không kẻ nào dám xông vào thảm độc vụ màu xanh lục đang nhanh chóng lan tràn. Hướng Tây Nam mười mấy vị thiên tiên vọt tới trước cận thân chiến đấu. Song phương lao vào chém giết, lưu quang đầy trời không ngừng xung kích. Lập tức có người bị thương do đạn lạc xung kích mà rơi xuống từ trên mây. Tử Ô thấy thế, lập tức phải trở về gấp rút tiếp viện. Nhưng hắn vừa quay đầu, bên tai liền nghe được có người truyền âm. Mở túi gấm ra, sự tình xung quanh chớ quản, một mình ngươi không thay đổi được chiến cuộc. Vạn trưởng lão. Tử Ô run sợ lên, lấy túi gấm ra từ trong tay áo, thoáng nhìn qua một lát sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này, sự tình như vậy làm sao trước đây bản thân lại không nghĩ tới. Liếc nhìn về nơi kịch chiến đang diễn ra, đạo nhân đùn thắn răng một cái, dậm chân quay người vội vàng bay về hướng Phá Thiên Phong. Vừa rồi truyền âm cho Tửu Ô tự nhiên là Lý Trường Thọ đang tránh trong âm thầm, bắt chước giọng nói cùng với ngữ điệu của Vạn Trưởng Lão. Lúc này Vạn Trưởng Lão đang kịch chiến, đấu pháp tại phía Tây Bắc Sơn Môn, rảnh đâu mà lo lắng đến Tửu Ô bên này. Tiếp đó, bây giờ phải xem trình độ khóc của ngươi như thế nào rồi, sư bá. Tâm trí của Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ, bắt đầu nhất tâm đa dụng một lần nữa. Ở hai hướng Bắc Nam Độ Tiên Môn, trong rừng rậm ngoài mấy trăm dặm, bốn cái hộp gỗ đồng thời bị bàn tay nhỏ của người giấy đẩy ra. Đạo nhân giấy có độ dày kinh người, toàn thân đeo đầy bao tải, vội vàng nhảy ra từ trong hộp. Thân hình bọn hắn lung la lung lay, nhanh chóng biến lớn, hóa thành bốn vị đạo nhân gồm hai nam, hai nữ. Đóng cửa thả chó. Ấy, như thế khác nào tự chửi mình, phải nói là đóng cửa đánh chó mới đúng. Ở mỗi trường hướng Nam Bắc đồng thời có hai đạo nhân thi triển thổ độn, nhanh chóng đi tới nơi đang kịch chiến ở độ tiên môn. Đại trận hộ sơn bị phá trong chớp mắt, dùng tiên giai phong ngữ chú ngụy trang thành giọng nói của Vạn Trưởng Lão truyền âm cho Tửu Ô sư bá. Trong đáy lòng của Lý Trường Thọ nổi lên một tia nghi hoặc, trưởng môn đến cùng là có được hay không? Thân là trưởng môn độ tiên môn, hẳn là phải có liên hệ nào đó với độ ách chân nhân, người vẫn nhận là tổ sư khai sơn của độ tiên môn. Theo lý thuyết thì vị trưởng môn nhà mình cũng chỉ được xem như tiểu nhân vật trong nhân giáo. Ra ngoài chiến đấu chính là để bảo vệ đại trận hộ sơn, rồi để đại trận hộ sơn bị đối phương dùng một kiếm bổ vỡ. Bất quá sẽ thấy trưởng môn đang lấy một địch hai, hơn nữa kẻ đứng sau lưng là ba gã kim tiên không rõ lai lịch, còn là loại người hung ác trong hồng hoang, Văn Tịnh đạo nhân. Làm trưởng môn một phái mặc dù uy phong, nhưng không hề dễ dàng. Lý Trường Thọ tăng cường chuẩn bị tùy thời chạy trốn, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, sau này dù bản thân hắn có may mắn tu thành Đại La, cũng tuyệt không khai sơn lập phái, rước lấy nhân quả. Đại trận hộ sơn vừa nát, nội môn đã không còn lá chắn. Phá Thiên Phong nhìn như là trung tâm, chỗ an toàn nhất, trên thực tế đây mới là nơi hung hiểm nhất. Nhóm kim tiên đang kịch đấu trên không trung, mỗi kiếm hạ xuống tất nhiên sẽ chém về phương hướng chủ phong. Vì vậy, Lý Trường Thọ thà rằng hy sinh một chút tinh thần bí mật mà hắn vẫn theo đuổi thường ngày, vẫn quyết định sắp xếp chỗ để cho ba người sư đồ nhà mình không xuất hiện trên Phá Thiên Phong. Hắn cũng để cho Ninh Nga mang theo Nhân Tam và sư phụ đi trước một bước, tới phụ cận nơi địa mạch Na Di trận chờ đợi. Che giấu bản thân là để khỏi bị tính toán, chung quy cũng chỉ vì hai chữ bình an. Từ ngữ không thể lẫn lộn đầu đuôi. Có ba tờ người giấy thủ hộ, lúc này cũng không cần lo lắng an nguy của Lam Đinh Nga. Đạo nhân giấy chữ nhân thứ nhất, nhân nhị trước đó đã được Lý Trường Thọ đưa cho sư phụ cùng với sư muội. Sau khi truyền âm cho Tửu Ô sư bá xong, tin tức của Lý Trường Thọ đảo qua Phá Thiên Phong, thấy được mấy vị đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ. Hắn lần lượt nhìn từng khuôn mặt mang đầy vẻ mờ mịt mất định hướng kia, trong lòng chỉ có thể khẽ thở dài. Ngược lại cũng không thể yêu cầu người khác quá nhiều. Làm việc tốt của chính mình, cố gắng hết sức là đủ rồi. Lập tức hắn tiếp tục khống chế đạo nhân giấy du hành trong đất, chạy tới sơn môn độ tiên môn. Phá rồi, đại trận bị phá rồi. Trước Bách Phàm Điện, chúng đệ tử nhìn đại trận nổ tan kia, cảm nhận được uy áp của kim tiên đột nhiên gia tăng lên gấp mấy lần, đa phần đều đã tâm thần khí loạn, vô cùng luống cuống. Hữu Cầm Huyền Nhã cắn môi, đứng trên mái hiên của đại điện, ngửa đầu trực diện nhìn kim tiên kịch chiến trên không trung. Lại có từng luồng áp lực do đấu pháp tạo ra,
hóa thành từng sợi sóng gió quét tới. Hai phía Tây Bắc, Tây Nam, hai trận đại chiến với hàng ngàn tiên nhân hừng hực khí thế. Lưu quang lập lòe khắp tinh không, từng đạo bóng người cũng đang hướng về Phá Thiên Phong chậm rãi đến gần. Dựa vào tình hình mà mình phán đoán, phe độ tiên môn đã rơi vào thế hạ phong. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn ngọc phù trong tay. Đây là chìa khóa để mở ra địa mạch Na Di trận, cũng như là một con đường sống nhỏ bé để chúng đệ tử có thể chạy trốn. Nếu Trưởng Thọ Sư Huynh ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Chắc chắn là sau khi đưa được sư đệ sư muội ra ngoài, hắn sẽ quyết một trận sinh tử cùng với địch nhân. Nàng ôm ý nghĩ như vậy trong lòng cũng dần trở nên quyết đoán. Mang các đệ tử cùng lứa toàn bộ bình an, không sót một ai trốn ra ngoài. Ngày sau trở về liền sẽ là một phần lực lượng của nội môn. Ngay lúc này Tử Ô cầm trường kiếm vội vàng phi tới, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu chúng đệ tử, bay về phía nội điện. Thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã thoát một cái nhảy xuống từ mái cong, vội vàng đi vào trong điện. Nàng vốn tưởng rằng vị chấp sự chân tiên của nội môn vội vã chạy đến nơi đây để xác nhận việc chuẩn bị mở ra thông lộ phía dưới. Nàng vội vàng đi theo Tử Ô, định giúp đỡ một phen. Nhưng khiến cho Hữu Cầm Huyền Nhã và các đệ tử ngoài điện không nghĩ tới chính là đạo nhân lùn này kêu rên một tiếng ngay trước bức họa ở Bách Phàm Điện kia, dập đầu khóc lớn. giáo chủ tại thượng, mong giáo chủ hiển lộ tánh uy cứu độ tiên môn đi. Độ tiên môn chúng ta phụng thừa dằn dạy của giáo chủ, thanh tĩnh vô vi, an tâm tu hành, hộ vệ nhân tộc, rồi không may lại gặp phải tai họa bất ngờ này, bị người lợi dụng ý đồ châm ngòi ly gián giao hảo giữa tam giáo tạ. Giáo chủ tại thượng xin hãy cứu chúng đệ tử. Sau mấy lần dập đầu lốp bốp xuống sàn nhà, Tử Ô nằm đó khóc nức nở nghẹn ngào một hồi. Hữu Cầm Huyền Nhã thấy vậy, chóp mũi cũng có chút cay cay. Chẳng lẽ hôm nay độ tiên môn thực sự không qua khỏi kiếp nạn này sao? Rõ ràng thấy, hiện tại chỉ vừa mới giáp chiến, đại trận Hồ Sơn mặc dù bị phá, nhưng thương vong tiên nhân phe mình cũng không quá lớn. Phá Thiên Phong vẫn còn đại trận có thể thủ, vẫn chưa bị địch nhân đánh tới. Vị chấp sự này sao mà là khóc lóc cứ như toàn quân đã bị diệt sạch vậy? Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, trong đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng có chút mờ mịt. Tử Ô cúi đầu kêu khóc một hồi, tinh thần vẫn không chút cảm ứng, không có nửa điểm đáp ứng từ bức tranh thánh nhân phía trước. Đạo nhân lùn này ngẩng đầu lên nhìn bức họa, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, sau đó lại hít vào một hơi, âm thanh đau buồn lại khóc một lời kịch một lần. Không ít đệ tử vọt đến đứng ở bên ngoài cửa điện, nghe Tử Ô khóc lóc nức nở nghẹn ngào ở đằng kia, phần lớn đều lộ vẻ mặt bi thương. Cùng lúc đó ở bên kia, Lý Trường Thọ âm thầm khống chế, bốn đạo nhân giấy đã cấp tốc chuẩn bị bọc đánh đường lui của kẻ địch. Mấy người giấy chữ thiên này hao phí gấp 10 lần nguyên liệu giấy được lót đầy linh lực của hắn, mang theo độc đan, độc phấn có tiêu chuẩn vô vị vô sắc cao nhất mà hắn luyện ra. Đội quân giấy chữ thiên lẳng lặng ẩn nấp dưới mặt đất, men theo chiến tuyến song phương mà di chuyển, chậm rãi tiến về phía trước. Bây giờ kịch chiến như vậy, bốn tờ người giấy chỉ cần vừa ló đầu ra, tất nhiên sẽ bị diệt sạch trong nháy mắt. Nhất định phải kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Chỉ có phát huy tác dụng của bốn đạo người giấy này đến mức tốt nhất mới không cô phụ mấy gốc cây giả đã chết hết lòng hy sinh. Loại chuyện đánh lén này đáng được xem là cẩn trọng can đảm, ra tay tàn nhẫn, nghiền xương thành tro, ẩn núp, thối lui. Chúng tiên hai bên chiến trường phe độ tiên môn đúng như Lý Trường Thọ dự đoán trước đó, chính là vừa đánh vừa lui. Điều này làm cho thời cơ mà Lý Trường Thọ chờ đợi đã chính thức đến. Chúng tiên nhân độ tiên môn dưới trận chiến cỡ lớn này biểu hiện vô cùng đoàn kết. Nếu có người bị thương nhất định sẽ nhanh chóng được kéo ra phía sau. Đồng thời, đồng môn bên cạnh vẫn còn lực sẽ gấp rút tiếp viện. Nhưng cũng chính vừa lo vừa chiến đấu, vừa bảo vệ lẫn nhau như vậy, khiến cho không ít tiên nhân không thể triển khai toàn bộ thực lực, tổng thể chỉ có cách không ngừng lui về phía sau. Bên ngoài đã mất đi 6 tòa sơn phong, mặc dù bởi vì gấp rút tiếp viện, kịp thời, chúng tiên độ tiên môn vẫn là không nhiều, nhưng hết 5 thành tiên nhân đã bị thương.
nhưng đám muỗi khô lỗi kia vậy mà vô cùng cực đoan. Bọn chúng căn bản không để ý đến sống chết của đồng bọn, chỉ một mực điên cuồng tiến công. Giống như một đám hung thú tâm thần tương thông, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Mục tiêu bọn chúng chỉ cần bạo phát được hoàn toàn thực lực của mình trong thời gian ngắn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, văn đạo nhân này cũng là một kẻ khó chơi. Lúc này vẫn chưa tới thời cơ thích hợp, Lý Trường Thọ không khỏi phân ra một chút tâm thần, dùng tiên thức tra xét quan sát nhân vật hắn xem là trọng yếu nhất trong trận chiến này. Tử Ô. Nếu muốn hóa giải nguy cơ của độ tiên môn, làm cho Tây Phương Giáo hoặc bọn đạo trích không dám lại tính toán độ tiên môn, kỳ thực chỉ có một biện pháp. Mời Đùi hiện thân. Tại thời khắc sinh tử tồn vong của độ tiên môn, sư bá nếu như khóc tốt có thể mời được một hai cao thủ nhân giáo ra tay. Nguy cơ độ tiên môn không những có thể hóa giải, mà sau này cũng không còn phải sầu lo, ôm được bắp đùi đại nhân thì sợ gì Văn Tịnh tính toán nữa. Nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, âm thầm nhíu mày. Tử Ô sư bá không ngừng kêu rên khóc nức nở nghẹn ngào, thật đúng là bộ dáng con người bi thống tột độ, khiến cho bức người khác thương cảm, nhưng bức họa trên tường kia không dao động chút nào. Khóc chưa đủ độ mạnh, nhân số chưa đủ, hay lời kịch không hay. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không quên chú ý đại chiến bên kia, âm thầm khống chế đạo nhân giấy đuổi kịp. Tử Ô lại khóc một lần nữa, xung quanh bức họa vẫn không có mảy may chấn động nào. Rất nhanh, Lý Trường Thọ ẩn thân trong bóng tối đã làm ra quyết đoán. Hắn thi triển tiên giải phong ngữ chú lặng lẽ truyền âm cho Hữu Cẩm Huyền Nhã đang đứng ở cửa điện. Hữu Cẩm sư muội, tới ngoài điện nói chuyện chút. Hữu Cẩm Huyền Nhã khẽ giật mình, sau đó liền quay người ra khỏi đại điện không chút do dự. Lý Trường Thọ truyền âm. Ta nghe Tử Ô sư bá khóc lóc kể lể đột nhiên nghĩ tới, đây có lẽ cũng là một cách để cứu chúng ta. Chỉ là biện pháp khóc lóc gào thét của Tử Ô sư bá chưa đúng. Vì huynh thấp cổ bé họng, sư muội thân là thủ tịch đệ tử độ tiên môn, con nguyện ý lên thử một lần, nếu như đồng ý trực tiếp gật đầu là được. Hữu Cầm Hiền Nhã lập tức gật đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh Lý Trường Thọ. Chợt nghe phía trên có tiếng vang thật lớn, chúng đệ tử điền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên tầng mây hào quang long lánh, lôi đình ngang dọc, từng cỗ nguyên khí dao động đang đánh úp xuống phía dưới. Bên ngoài đại điện, hơn 200 nguyên tiên tất cả đều bộc phát tiên lực, dựa vào trận pháp đơn giản khởi động một tầng bình chướng liên tiên lực bảo vệ chúng đệ tử khỏi bị đấu pháp trùng kích. Lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ, trong mây đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa tím. Nó ngửa đầu gầm thét, hỏa diễm quanh người quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho vị địch nhân kim tiên mang mặt nạ gỗ vội vàng lui về sau. Uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Nhưng xung quanh thần thú này còn bị người bao lấy bởi một đám hắc khí, làm cho người ta có loại một cảm giác suy yếu. Kỳ linh trưởng lão độ tiên môn đã hóa ra bản thể. Mà Hữu Cầm Huyền Nhã đứng trước Bách Phàm Điện cũng nghe được một phen dặn dò của Lý Trường Thọ. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Lý Trường Thọ truyền âm. Những lời ta đã nói, ngươi nhớ kỹ chưa? Nếu như nhớ rõ, thì hãy gật đầu. Hữu Cầm Huyền Nhã nặng nề gật đầu. Lý Trường Thọ vội nói. Nhớ kỹ một chữ cũng không thể thiếu. Cưỡng ép ghi nhớ những lời này trong nguyên thần của ngươi. Việc này, ngươi cũng đừng để ta phải nhắc lại đắc bài đấy. Ngươi phải dùng cảm xúc nói ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sớm đã vô cùng khâm phục với đức độ của Trường Thọ sư huynh. Lý Trường Thọ lại nói, kế tiếp hãy nhớ đến loại chuyện nào đó đau khổ để cảm xúc xuất ra từ nội tâm, chuyện gì đó khiến ngươi vô cùng bi phẫn. Để cảm xúc xuất ra từ nội tâm, sự tình bi phẫn. Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa hiểu, được Lý Trường Thọ chỉ điểm thêm một lần nữa. Nàng liên tục tìm tòi trong lòng tìm kiếm cảm giác bi phẫn. Hình như nàng không có chuyện gì đáng bi thương. Thân nhân khỏe mạnh, tu hành trôi chảy, sư phụ cực kỳ yêu thương với mình. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói, sư huynh, ta nhất thời nghĩ không ra. Giọng nói của nàng hơi lớn, mấy vị đệ tử xung quanh liền nhìn lại. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức quay mặt về nội điện. Lời truyền âm của Lý Trường Thọ vẫn quanh quẩn trong tai nàng như cũ không nhanh không chậm. Không nên gấp, vào loại thời điểm này càng gấp càng dễ chậm đại sự. Bây giờ, ngươi lập tức nghĩ tới một thứ gì đó, một vật gì đó ngươi yêu thích tha thiết,
có thể là sủng vật cũng được. Hữu Cầm huyền nhã lẩm bẩm, nghĩ về linh thú mà sư huynh đã tặng cho ta có được không? Rất tốt, chú ý tâm tình của ngươi, tưởng tượng nó trước mặt của ngươi, lắc lắc cái đuôi với ngươi, sau đó đột nhiên bị một khối đá nện xuống, cái đầu nát bét, chết oan ức thê thảm. Ngươi phải mang nó đi mai táng. Hữu Cầm huyền nhã cắn nhẹ môi dưới, trong đầu tưởng tượng tình huống bản thân mai táng tiểu linh thú kia, ánh mắt tự trách một hồi, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện ra tâm tình của nàng chỉ đơn giản là bi thương, thiếu phần phẫn nộ. Vì vậy Lý Trường Thọ bỏ thêm một câu. Sau đó ngươi không canh phòng kỹ, thi thể của tiểu linh thú kia liền bị người ta đánh cắp. Ngươi xem xét dò tìm tung tích, một đường tìm kiếm chậm rãi về phía trước. Hữu Cầm huyền nhã vô thức cất bước về trước, đi vào nội điện một lần nữa, mà tiếng nói của Lý Trường Thọ như ma âm lọt vào tai, dẫn dắt tinh thần nàng. Nó đang bị người ta treo lên nướng, chuẩn bị ăn thịt. Đôi mắt đẹp của Hữu Cầm huyền nhã lập tức tràn đầy bi phẫn. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm. Đúng, đúng, chính là như vậy. Giữ như thế, đi tới bên cạnh Tử Ô Sư Bá, đốt ba nén hương, khấu đầu ba cái rồi quỳ xuống nói ra đoạn lời thoại kia. Hữu Cầm huyền nhã khét hít một hơi, lập tức cất bước về trước. Lý Trường Thọ giải khai phong ngữ chú trong nháy mắt. Tiên thức của hắn không dám dò xét vào nội điện, chỉ dám quan sát ở xa. Chỉ thấy thủ tịch đệ tử trẻ tuổi độ tiên môn Hữu Cầm huyền nhã đi qua chỗ Tử Ô đang khóc lóc nức nở nghẹn ngào, cầm lấy ba nén hương đốt lên rồi cắm trong lư. Sau đó lui về phía sau hai bước, quỳ gối trên bồ đoàn cạnh Tử Ô, cúi đầu dập ba cái. Tóc dài của nàng có chút tán loạn, váy dài màu lam như đóa hoa sen nở rộ, sắc mặt có chút buồn bã. Đệ tử đạo môn huyền nhã, hôm nay kính thưa bản nguyên đạo thừa Tam giáo Thái Thanh thánh nhân lão già. Độ tiên môn được độ ách chân nhân truyền thụ vô vi kinh, coi đây là nền móng đập môn, nhận Thái Thanh thánh nhân làm lão gia tổ sư, tồn tại như đạo môn chính thống. Hôm nay bị ác nhân tính kế làm loạn đạo thừa độ tiên môn, giắc tâm ác độc, những kẻ này vô duyên vô cớ đến đồ diệt độ tiên môn, cũng không phải là độ tiên môn chúng ta tự rước lấy họa này, mong thánh nhân lão gia suy xét. Nói xong, Hữu Cầm huyền nhã quỳ sát xuống đất một lần nữa, trong miệng bắt đầu niệm đọc vô vi kinh quyển thượng. Tử Ô bên cạnh sững sờ, làm sao cảm thấy những lời nàng nói còn cao cấp hơn mấy phần so với lời thoại của mình. Lần này, theo việc Hữu Cầm huyền nhã đọc câu thứ hai của vô vi kinh, bức tượng đằng trước nhẹ nhàng dao động. Một vòng đạo vận tối nghĩa khó hiểu để hình dung, khó có thể cảm nhận từ bức họa bay ra rồi biến mất ở lại trong bức họa. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 27 của bộ truyện Quan Trọng Sư Huynh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.